Malaysia là quốc gia duy nhất có lãnh thổ nằm trên cả lục địa châu Á và quần đảo Mã Lai. Điểm cực nam của lục địa châu Á là Tanjung Pinang thuộc bang Nam Bộ Johor. Eo biển Malacca nằm dưới đảo Sumatra và Malaysia bán đảo. Đây là một trong các tuyến đường quan trọng nhất trong thương mại toàn cầu. Malaysia, hay còn được gọi tắt là Mã Lai, là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang, nằm tại phía nam của khu vực Đông Nam Á. Quốc gia này bao gồm 13 bang và 3 lãnh thổ liên bang, với tổng diện tích đất liền là 330.803 km². Malaysia bị tách làm hai phần qua Biển Đông là Malaysia bán đảo và Brunei thuộc Malaysia. Malaysia có biên giới trên bộ với Thái Lan, Indonesia và Brunei, trong khi có biên giới ven biển với Singapore, Việt Nam và Philippines, giáp biên giới với Campuchia qua vịnh Thái Lan. Có thể các bạn không biết, thành phố thủ đô là Kuala Lumpur, nhưng nơi đặt trụ sở chính của chính phủ liên bang lại là Putrajaya. Thế còn dân số thì sao? Vào năm 2010, dân số Malaysia được ước tính là 28,33 triệu người, trong đó 22,6 triệu sinh sống tại phần bán đảo. Malaysia có điểm cực nam của đại lục Á-Âu là Tanjung Pinang. Malaysia là một quốc gia nhiệt đới và là một trong 17 quốc gia đa dạng sinh học nhất thế giới với nhiều loài đặc hữu. Đó là về dân số. Vậy con người ở đây, họ giao tiếp bằng ngôn ngữ nào? Hãy cùng em làm rõ nhé! Malaysia là một đất nước đa dân tộc. Chính vì thế, con người Malaysia nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng tiếng Bahasa Malaysia là ngôn ngữ chính thức. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên khi tìm hiểu đất nước về Malaysia, ngôn ngữ tiếng Anh được quốc gia này sử dụng rộng rãi trong các ngành du lịch, thương mại và dịch vụ. Các du lịch khi đến đất nước này có thể dễ dàng trao đổi thông tin bằng tiếng Anh để có thể hiểu rõ hơn về đất nước con người Malaysia. Tìm hiểu đất nước Malaysia, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên trước một đất nước giao thoa của rất nhiều nền văn hóa khác nhau trong khu vực. Đây cũng chính là yếu tố góp phần làm đa dạng và phong phú nền văn hóa của Malaysia. Đất nước con người Malaysia chịu hưởng sâu sắc của nền văn hóa phương Tây kể từ sau Thế chiến thứ hai, nhưng vẫn mang đậm chất phương Đông thuần túy do chịu ảnh hưởng của các nước trong khu vực như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, v.v. Chính vì sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa trên đã làm cho đất nước con người Malaysia trở nên đặc biệt và ấn tượng trong lòng khách du lịch. Vậy, nếu sau khi xem xong clip này, bạn có muốn một chuyến đến Malaysia không? Nếu có, hãy tìm hiểu xem ẩm thực nơi đây có gì đặc biệt. Tìm hiểu đất nước Malaysia không thể không để ý đến ẩm thực độc đáo nơi đây. Hiếm có đất nước nào có sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau trong khu vực như Malaysia. Chính vì thế, nền ẩm thực của quốc gia này cũng rất phong phú và đa dạng. Du khách sẽ ấn tượng ngay bởi những món ăn mang hương vị cay nồng của Ấn Độ, kết hợp cùng với vị béo béo và hơi ngọt của Trung Hoa, được hòa quyện cùng với hương vị riêng của con người Malaysia. Tất cả tạo nên hương vị ẩm thực vô cùng quyến rũ. Những món ăn ở đây hầu như được chế biến từ thịt bò, thịt dê và cá. Vì đa hồi cấm kỵ ăn thịt heo, nên vì thế, thịt heo rất ít khi xuất hiện trong các bữa ăn của đất nước con người Malaysia. Bạn là một người đam mê du lịch, thích khám phá những điều mới mẻ, trải nghiệm và tìm hiểu đất nước Malaysia chính là sự lựa chọn lý tưởng cho bạn. Nhưng mà đừng quên đăng ký kênh cho em nhé để ra nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.